quá thời hạn tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 có cần tiêm lại từ đầu? Nhiều bạn đọc thắc mắc nếu đã đến thời hạn tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ 2, nhưng nếu không kịp tiêm, vậy có cần phải tiêm lại từ đầu hoặc mũi 1 có mất tác dụng hay không? Bác sĩ Đinh Văn Thới, Viện Pasteur cho biết, theo khuyến cáo đến ngày tiêm vaccine liều 2, người dân nên đi tiêm đúng thời hạn, tiêm càng sớm càng tốt. Ví dụ khi đã tiêm liều 1 của vaccine Moderna, có thời hạn tiêm mũi 2 cách nhau 1 tháng. Nhưng nếu người tiêm không kịp tiêm thì vaccine vẫn có hiệu quả, tuy nhiên người tiêm càng tiêm nhanh càng sớm càng tốt. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hầu hết vaccine ngừa COVID-19 đều tiêm 2 liều, khoảng cách giữa 2 liều theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Tuy nhiên trong trường hợp thời gian tiêm chậm hơn so với quy định của Bộ Y tế thì người tiêm cũng không phải tiêm lại từ đầu. Bộ Y tế đang yêu cầu các đơn vị khẩn trương tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 cho những người đã tiêm mũi 1 theo đủ thời gian như khuyến cáo, để đủ sức đề kháng và đủ miễn dịch bảo vệ cơ thể. Trong trường hợp nguồn vaccine hạn chế, có thể kết hợp bằng cách tiêm mũi 2 Pfizer-BioNTech cho người đã tiêm mũi 1 AstraZeneca nếu người được tiêm chủng đồng ý. Khoảng cách giữa hai mũi tiêm là 8 đến 12 tuần. Những người đã tiêm vaccine do Sinopharm, Pfizer, Moderna sản xuất mũi thứ nhất thì mũi thứ hai chỉ tiêm vaccine cùng loại, khoảng cách giữa hai mũi theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cụ thể là khoảng cách hai liều của các loại vaccine như sau. Vaccine AstraZeneca lịch tiêm gồm 2 mũi, khoảng cách giữa hai mũi là từ 8 đến 12 tuần. Và nếu tiêm vaccine ngừa COVID-19 tối thiểu cách 14 ngày với các vaccine phòng bệnh khác. Vaccine Sputnik V, mũi 1 cách mũi 2 là 3 tuần. Vaccine của hãng Pfizer lịch tiêm gồm 2 mũi, khoảng cách giữa hai mũi là 3 tuần, 21 ngày. Vaccine Verocell, mũi 1 cách mũi 2 là 3-4 tuần. Và cuối cùng là vaccine Moderna, lịch tiêm gồm 2 mũi, khoảng cách giữa 2 mũi là 28 ngày. Hiện tại nhà sản xuất khuyến cáo mỗi người tiêm tối đa 2 mũi.